Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 81 đến trang 83, bài 2 phần tiếp theo. Sách nói và nghe, trình bày ý kiến về một cái vấn đề đời sống được gợi ra từ một cái nhân vật văn học. Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì các nhân vật ở trong tác phẩm văn học thì rất là phong phú đa dạng, con người và loài vật, đồ vật, cây cối. Nhưng đều được nhà văn sáng tạo nên để gửi gắm cái tình cảm và cái suy nghĩ, cái suy ngẫm về cuộc sống, qua đó tác động đến tình cảm và nhận thức của người đọc. Với em, cái vấn đề đời sống nào gợi ra từ một nhân vật văn học trong tác phẩm đã học, được coi là gần gũi, thú vị nhất, hãy trao đổi cùng các bạn cái ý kiến của em về vấn đề này. Thì để trình bày cái ý kiến của mình về một cái vấn đề, ví dụ như vấn đề về đời sống của con người, là vật, đồ vật, cây cối, vân vân, thì điều đầu tiên ở đây chúng ta cần xác định mục đích nói ở đây, đó là chúng ta thuyết phục cái người nghe về cái ý kiến của mình trước một cái vấn đề đời sống được gợi ra từ một cái nhân vật văn học. Và người nghe ở đây đó là thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến vấn đề em trình bày. Thì trước khi nói, các em cần chuẩn bị nội dung nói. Chuẩn bị nội dung nói như thế nào? Đầu tiên các em sẽ lựa chọn một cái vấn đề đời sống có ý nghĩa được gợi ra từ một cái nhân vật văn học trong tác phẩm mà em đã đọc. Tham khảo một số cái đề tài sau đây. Các vấn đề được gợi ra từ nhân vật mèo Giốc Ma, chuyện con mèo dạy hãy ô bay. Sự trân trọng lời hứa, sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thương, niềm tin vào cuộc sống, vẻ đẹp của lòng can đảm, tôn trọng về sự khác biệt. Các vấn đề được gợi ra từ nhân vật Mên Mon trong bầy chim chìa voi, An Cò đi lấy mật và nhân vật Tôi, người cha, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tình yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống, tình yêu thương loài vật. Thì ngoài những cái vấn đề trên, những cái đề tài gợi ý ở trên thì các em có thể lựa chọn, các em có thể tìm kiếm thêm một số cái vấn đề đời sống khác được gợi ra từ một cái nhân vật văn học mà em yêu thích. Thì những cái vấn đề này có thể là được thể hiện qua những cái chi tiết cụ thể như là một câu nói, là một cái hành vi ứng xử, là một cái suy nghĩ của một nhân vật trong truyện. Rồi tiếp theo, trong cái quá trình mà thu thập tư liệu cho cái nội dung trình bày của mình, thì cái điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ tìm cái ý tưởng cho cái bài, cái trình bày từ chính những cái chi tiết trong văn bản truyện được chọn. Rồi tìm thêm những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề đời sống em muốn trình bày từ sách báo hoặc là các phương tiện nghe nhìn để có cái nhìn toàn diện hơn về cái đề tài muốn trao đổi. Rồi tiếp theo thì các em sẽ lập dàn ý cho bài nói của mình. Thì các em chỉ ghi ngắn gọn ra giấy một số cái ý quan trọng không thể bỏ qua khi mà trình bày, như là vấn đề về đời sống được gợi ra từ tác phẩm nhân vật văn học, rồi ý kiến của em về vấn đề đó, bài học rút ra từ vấn đề bàn luận. Thì ở đây cô ví dụ như sự trân trọng lời hứa được gợi ra từ nhân vật mèo Giốc Ma, chuyện con mèo dạy hãy ô bay. Thì em có thể tìm ý cho cái nội dung trao đổi bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như sau. Nhân vật mèo Giốc Ma đã gợi ra cái vấn đề về sự trân trọng lời hứa như thế nào? Câu chuyện mở ra với tình huống vô cùng xúc động. Chú mèo Giốc Ma tình cờ chứng kiến cái chết của chim hải âu mẹ đáng thương. Giốc Ma đã hứa với hải âu mẹ rằng sẽ không ăn quả trứng, chăm lo cho quả trứng khi chim non ra đời và dạy hải âu con bay. Thì bằng cái tình yêu thương lớn lao và lòng vị tha thì Giốc Ma đã nỗ lực thực hiện được tất cả những lời hứa đối với hải âu mẹ. Trân trọng lời hứa là gì? Tại sao cần phải trân trọng lời hứa? Thì việc giữ lời hứa thể hiện cái trách nhiệm, uy tín, lòng tự trọng của mỗi con người. Sự tôn trọng đối với người khác, người giữ lời hứa sẽ được mọi người tin tưởng. Em có thể thấy rằng bằng chứng từ chính trải nghiệm của mình hoặc là từ sách báo về cái ý nghĩa của việc trân trọng lời hứa trong cuộc sống. Rồi bài học rút ra. Thì bài học em rút ra từ câu chuyện trân trọng lời hứa của mèo Giốc Ma là gì? Rồi đến dự kiến các nội dung người nghe có thể trao đổi để chuẩn bị phản hồi.
Rồi tiếp theo là phần tập luyện. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị nội dung, phần nội dung thì chúng ta sẽ tập luyện như thế nào? Thì để có cái bài nói tốt thì các em cần tập luyện trước khi trình bày trước lớp. Thì tập nói một mình để nắm chắc nội dung trình bày. Nếu có thể thì hãy tập luyện với người nghe cụ thể để tự tin hơn khi mà nói trước nhiều người. Thì mặt khác người nghe sẽ trao đổi góp ý kiến cho em để em rút kinh nghiệm và hoàn thiện bài nói của mình hơn. Rồi quản lý thời gian khi nói để đảm bảo tham gia khi trình bày chính thức. Tức là chúng ta sẽ xem chúng ta cái bài của mình trình bày trong khoảng thời gian bao nhiêu. Rồi cần nắm rõ các tiêu chí đánh giá bài nói, thì hiểu được cái việc trình bày của mình được người khác, người nghe đánh giá như thế nào thì sẽ giúp cho em tập luyện tốt hơn. Bài nói của em có thể được đánh giá trên một số cái yêu cầu như là giới thiệu được vấn đề đời sống gợi gặp từ nhân vật văn học, rồi thể hiện được cái ý kiến của người nói về vấn đề được trao đổi, đưa ra các lý lẽ và bằng chứng thuyết phục, nói rõ và truyền cảm, sử dụng phù hợp các yếu tố phi ngôn ngữ như là điệu bộ, là cử chỉ, nét mặt, ánh mắt. Rồi mở đầu và kết thúc bài nói hợp lý. Có thể là tạo sự chú ý với người nghe bằng cách là mở đầu theo cách riêng của em, như là kể một câu chuyện ngắn, dẫn một câu nói nổi tiếng, như một kết quả khảo sát hay là nghiên cứu, v.v. Rồi số 2 nhỏ là trình bày bài nói. Thì với tư cách người nói thì các em cần lưu ý, chúng ta lần lượt trình bày các ý theo nội dung đã chuẩn bị, rồi nhấn mạnh cái ý kiến riêng của mình về cái vấn đề đời sống, điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói, sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp với nội dung trình bày, thể hiện sự tương tác với người nghe. Rồi với tư cách người nghe thì các em cần lưu ý là tập trung lắng nghe để nắm được cái nội dung trình bày của bạn, chú ý cách trình bày và thái độ của người nói, ghi lại một số cái nội dung dự kiến sẽ thảo luận với người nói. Rồi số 3 nhỏ là sau khi nói thì chúng ta sẽ trao đổi bài nói theo một số gợi ý sau đối với người nghe. Thì các em kiểm tra lại các thông tin đã nghe được, trao đổi với người nói trên tinh thần xây dựng và tôn trọng, thì có thể trao đổi bằng cách là đặt câu hỏi để thu thập thêm thông tin về vấn đề thảo luận, rồi đưa ra những cái lý lẽ thể hiện sự đồng tình hay là không đồng tình với cái ý kiến của người nói, nhận xét về lý lẽ và bằng chứng mà người nói đã sử dụng. Còn đối với người nói thì như thế nào? Người nói thì sẽ lắng nghe, phản hồi ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị, trả lời câu hỏi bổ sung thông tin cho những cái nội dung người nghe chưa rõ, bổ sung lý lẽ bằng chứng để bảo vệ cái ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến của mình đó, ý kiến đó đúng, rồi tiếp thu những cái ý kiến đóng góp và những cái góp ý mà em cho là xác đáng. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nha. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.